Hello, xin chào mọi người. Lâu quá chưa lên chậu quá. Hôm nay lên cho người một cái chậu rất là đặc biệt. Kiến thức nha. Gốm cổ cây mai, chuẩn chỉ, chuẩn đồ. Bây giờ em nói là cái xây dựng cái kênh này nó rất là khó luôn, mà tại sao mà không phát triển mạnh được, rất là buồn luôn. Hôm nay có một anh, một chú ở Phú Yên vô cũng chơi, chú Thông. Chú cũng coi rất là nhiều kênh, và đặc biệt là thấy là nó nói là chú Hy nên phát huy cái kênh đó. Vừa chia sẻ kiến thức cho mọi người, vừa giới thiệu đồ nó đẹp đó. Nên phát huy, hy vọng là cái kênh là mau sớm đạt được 10.000 người đăng ký. Chỉ có 3.000 người đó, ít quá, nó không xứng đáng với công sức đó. Bây giờ em nói là mọi người, phần lớn những người mà các bác á, có xu hướng thôi nha. Những cái gì mà hay, những gì giá trị thì ít khi chia sẻ lắm, giữ lại cho bản thân mình. Không biết nói đúng, nếu mà nó sai thì bỏ qua cho em, mà nó đúng thì cũng bị chấm chặn thôi, đúng không? Đó, cái gì mà hay, cái đẹp thì hay giữ riêng cho bản thân mình, nó ít khi chia sẻ giới thiệu lắm. Còn mấy tụi nhỏ nó khác nha mọi người. Mấy đứa bé nhỏ bây giờ hả, nó thích thần tượng nào, nó sống chết với thần tượng đó, nó hò, nó hát, nó chia sẻ thần tượng lên một cái status nào, lên một cái sản phẩm âm nhạc nào là tụi nó ủng hộ rất là ghê, đúng không? Đó, tụi nó không ngần ngại chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ cho bạn bè rồi biết. Còn những anh chị em mình lớn tuổi rồi, mình có tư duy mọi người á, mình sẽ bắt đầu thu hẹp lại, mình sẽ chốt chặt lọc những gì mà mình thấy thích hợp nhất, để rồi mình tự cảm nhận, ít khi chia sẻ, ít khi nói cho những người khác, bạn bè đều biết. Đó là cái xu hướng của con người, tâm lý của con người, mọi người không có tránh khỏi nha. Bây giờ em cũng rất là thông cảm, cũng không có buồn gì hết mọi người ha. Đó, từ từ rồi đấy cũng sẽ thành công. Đi chậm mà nó chắc, có còn đi nhanh mà nó không vững thì cũng vậy thôi ha. Cái tiêu chí từ ngày đầu lập kênh là chỉ cần có một người xem em cũng làm đó. Cái tiêu chí ngày đầu đặt ra, bây giờ là mỗi clip lên hơn 100 người xem là mừng rồi. Và cái tiêu chí quan trọng đó là một người xem là có một khách hàng tiền năng. Bây giờ là 3.000 người rồi, là quá sức rồi, đúng không? Đạt được nữa, mong bước rồi, cũng không cầu mong gì nhiều nữa. Bởi vì đồ có đủ đâu mà bán cho mọi người. Đồ đẹp, đồ dở, đồ xấu thì nhiều, chứ đồ đẹp đâu có nhiều đâu mà bán. Rồi, hơi dài dòng chút xíu thì bây giờ vô cái chủ đề chính cho mọi người xem. Một cái chậu gốm cây mai chuẩn chỉ lành 99.9%. Quay qua quay lại cho mọi người xem. Mọi người thấy những cái đề tài chậu, mọi cái đề tài giống như có cây hoa, có cái cây lá, rồi có những cái này thì thấy hoa mẫu đơn thì mình thấy nhiều, đúng không? Thế nhưng để kiếm được một cái chậu cùng cái chủ đề như vậy, mà đẹp như vậy, rõ nét như vậy, thì không phải là có nhiều đâu. Cái gì em nói là sự thật, có sách, có dẫn chứng, có thực tế, thực tiễn, chứ không nói thêm nói bớt gì hết trơn. Từ từ, mọi người chưa biết chơi sẽ biết. Bắt đầu rành rồi thì không cần nói nữa, đúng không? Còn anh em nào mới chơi thì nhìn cái nào cũng giống như cái nào, đồ mới cũng biết, cũng y chang đồ cũ y chang đồ xưa, nó rất là khó. Thế nhưng từ từ rồi gạo sẽ thành cơm, từ từ rồi mọi người sẽ hiểu những cái gì em nói là chính xác, chỉ có thời gian là chứng minh được.
Đó, quay lại chủ đề của chậu. Cái chậu rất là đẹp. Chậu những cái chậu xây nhỏ này, giá trị nó sẽ phải cao hơn cái chậu, nó hiếm đồ hơn cái chậu lớn cho mọi người, bởi vì trồng gì cũng đẹp, trồng loan cũng đẹp, trồng cây cũng đẹp, chưng cũng đẹp. Cái chậu này thì có miền là màu xanh ngọc. Cái lớp men chủ đạo này men màu trắng nha. Thường những cái lớp men màu trắng này rất là yếu. Yếu nó dễ bị phong hóa bởi thời gian, bởi nước đồ đó. Thế nhưng cái chậu này men còn rất là đẹp. Men còn rất là đẹp luôn. Men còn rất là đẹp. Mà tại sao nó đẹp mọi người biết không? Cái chậu này kích thước là cao là 27 nha. Phủ bì 36, lọt lòng 28.5. Tại sao cái chậu này nó đẹp biết không mọi người? Bởi vì trước khi nó về tay em á, nó dính một lớp phèn rất là dày. Lớp phèn nó dày, nó bám rất là dày. Thế nhưng, thế nên chính vì cái sự đó nó làm lớp men bảo vệ. Trong cái rủi thì có cái may. Thế nhưng trước khi nhìn cái chậu đó, chiều anh chị em cũng không dám mua. Bởi vì không biết là có xấu hay đẹp. Thế nhưng em nhìn ra được tiềm năng, mua về và lấy máy đánh hết ra, cuối cùng với lộ qua lớp men rồi, tuyệt vời luôn. Thế nhưng là thắng cái kèo này, thắng chất khú rồi đúng không? Không bán được thì để em chơi. Đó, hai bên họ tiết rất là đẹp, men chảy rất là đẹp, nghệ thuật luôn. Đó, lúc mua là mua cái đề tài này mọi người này, không quan tâm cái men xung ngòi đâu, chẳng qua mua cái đề tài này rất là hiếm. Nó rất là đẹp luôn, rõ nét. Nó không có cái kiểu làm như là hàng những cái lá thiêu làm đâu. Nó rất là chỉnh chu luôn. Nè, cây mai này, những bông hoa mai làm chấm men rất là đẹp luôn à. Đó. Rồi bên này là bông hoa mẫu đơn này, nhìn mọi người xem đã không? Lành, quan trọng là tình trạng rất là tốt luôn, lành rất là lành luôn. 99%. Đó, lớp men là bên trong lòng này. Đó, người xem á. Đó. Người xem đã không? Đó, cần người chủ người khoan, cũ người khoan một cái lỗ nhỏ bên cạnh nè. Đó, để mà thoát nước nè. Đó, anh em nào chơi cây là biết là phải khoan thôi. Chứ mà lúc trước còn khoan, không có lấy củ khoan, lấy cái búa đục ghê. Thấy chưa? Quá tốt luôn. Cùng mong chờ điều gì cho một món đồ hơn 100 năm tuổi rồi. Thời xưa chỉ nhân gia đình có điều kiện giàu có mới trồng cây, mới có những chậu quý để trồng. Chứ làm người dân đen, cơm không đủ ăn, rượu không có lại làm, thì trồng cây làm chi, nó mất công mọi người. Cái đó, cái miệng ăn chưa lo đủ thì cái miệng chơi, thì cái mặt chơi thì ai cũng quan tâm. Rồi mỗi ngày đi làm là bán mặt cho đất, còn bán lưng trên trời. Làm xong trả nợ rồi trả lúa cho người ta thì chơi cây làm gì, nó mất công á. Mất công tưới nước rồi mất công đồ. Chỉ những gia đình có điều kiện, có vị thế thì người ta mới sở hữu được cái chậu như vậy để mà trưng bày, để mà chơi, thú chơi mọi người. Nên bây giờ mọi người có những món này nên trân trọng. Bởi vì nào có bây giờ nó cuộc sống nó cởi mở rồi, muốn là được. Cái gì bằng mua bằng tiền được thì cứ mua nha. Cái tư duy của em là những gì mua được bằng tiền thì cứ mua, trong khả năng của mình. Để rồi cái thời gian, thay vì thời gian suy nghĩ đó cho những thứ khác, thì mình tập trung, mình suy nghĩ ra chuyện để kiếm tiền. Đó, thấy không? Còn cái gì mua được bằng tiền thì cứ mua. Vì sao? Lúc trước mua không được đâu. Mua muốn xài cũng xài không được. Dân đen sao xài được cái chậu này? Dân đen sao xài được những chậu màu vàng này? Màu vàng dành cho vua, là chúa, là quan, là lại. Dân thường xài cái màu neo á, màu da lương á, màu men chết á. Đó, nói vậy cho mọi người hiểu. Có tiền chưa chắc xài được, dám xài chém đầu liền. Đó, bây giờ cứ có cái gì mà trong khả năng của mình có tiền mua được thì cứ mua. Để rồi phấn đấu mình làm ra tiền để tiếp tục mình mua đam mê của mình.
à, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ mọi người, à, nó thiệt tình luôn á. À, không biết các bác giác ngộ ra chưa chứ là sau cái cục à, cái trận Covid á, à, Corona nó nhiều anh chị em cũng giác ngộ ra đó, rất là đều á. À, phải cân bằng với cuộc sống, có này có nọ, có gia đình, có bạn thân, rồi có những cái thú vui mà sao nó hợp tình hợp lý, nó không vi phạm pháp luật, nó mang lại cái giá trị tốt đẹp cho đời, à, thì nâng cao chất lượng cuộc sống thì mình cứ tiếp tục, đúng không? Rất là nhiều anh chị em giác ngộ rất là sớm luôn. Bây giờ mọi người nói cái chậu như kiếm những cái chậu này là không phải dễ, em nói thiệt không phải dễ nha anh chị em chơi đi, mặc dù không bao nhiêu tiền hết, tuy nhiên kiếm được một cái chậu đúng chỗ nơi để bán cho mọi người cái chậu này, nó đẹp như vậy, tình trạng đẹp như vậy, lành hiếm có như vậy thì không phải là có nhiều. Anh nói thiệt, những người nào anh chị em nào có duyên xem được kênh này, xem được đúng cái clip này đó, và em đúng thời điểm mình có tài chính để rước thì mới sở hữu được thôi, còn không thì tiếp tục chờ đợi đó. Và lúc nào những món đồ đẹp thì cũng phải có giá nhất định thị trường, không thì nó rẻ hơn thị trường được, trừ khi người ta chán, người ta không biết, người ta bán nó rẻ hoặc là bị vấn đề gì đó đó. Rồi kết thúc clip hôm nay, hồi nãy giờ nói cũng dài nha mọi người nha, đó, để anh em nhìn mới chơi nhìn là biết đó, dòng gốm gì, men gì, như thế nào, gốm cây mai như thế nào, gốm cây thiên như thế nào. Và em cũng rất là vui khi mà nhiều anh chị em đã biết được và lên tay nghề rất là nhanh ha, chứ không ai chỉ đâu mọi người nha, em thề mọi người là không ai chỉ đâu. Và bây giờ nó cũng tình trạng những món đồ giả cây mai kinh khủng lắm á đó. Đó, thế nhưng mà lương tâm người bán thôi đó, những đồ bình thường, đồ cũ, đồ xưa thì giá nó còn, nó xác định vô giả, những món đồ cây mai thì giá trị rất là cao, nên nhiều anh chị em ham rẻ là chết thôi. Bây giờ nói đồ lúc nào cũng có giá trị của nó, không thể nằm ở rẻ được nha mọi người. Giống như mà mọi người có một món đồ đẹp đồ tốt, mọi người có bán rẻ không? Không bao giờ, đúng không? Đó, bởi vậy cứ thực tế từ bản thân mình suy ra vậy. Rồi, đến giây phút báo giá nha. Đó, nhiều anh chị em không có coi gì, kéo đến phút này để nghe báo giá này xong bắt đầu quay ngược lại nghe. Rồi, cái chậu này em báo giá vào tháng 3 năm 2023, em giao lưu cho mọi người cái chậu này với giá là 8 triệu đồng nha mọi người. Đó, 8 triệu đồng. Đồ có giá trị nữa. Đồ đẹp thì lúc nào cũng giá trị của nó. Rồi, kết thúc của đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những clip khác. Yêu thích thì cho em một like thôi. Số điện thoại em là 0903 540 460. Cần thấy mình ảnh thì nhắn tin Zalo cho em, gửi đầy đủ đến cho mọi người nha.